mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới, thế là ông cũng nghĩ về ông về nuôi heo cho nhà con thiệt. Bạn đâu con gặp con đứng thì xa, nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, chú kiểu vậy á. Ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì là đây là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác. Đó thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ cái ông đi về quê ông trốn chú trẻ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mẹ sợ mẹ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ chồng Son. Con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi, nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con tin con 28 rồi. Trời, tin điều đó hả? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Yeah. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ, về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm đó chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Không đúng rồi. Thôi vậy nó tự nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán lên trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. Trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới, thế là ông cũng nghĩ về ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông có nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở Đồng Nai. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 23, 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi à. Lớp 12 à. Lớp ở hè nó mới 11. Ồ là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi à? Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. Là lúc đó tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy 1 năm ạ. Trời vậy đó hả? 1 năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó. Thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng có xác định là quen để cưới. Mới mà. Xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi. Vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á. Họ còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp. Thấy gái đẹp là vô tiên tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà 1 năm sau gặp con này ngoài đúng đời. Đúng rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao? Rụng đời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa. Con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con giờ... Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì xa, cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu? Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ưng. Ưng nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Ưng rồi mới về. Mới sao ông không tới nói chuyện luôn? Lúc đó là chưa chuẩn bị. Mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch chiến lược. Rồi chiến sao thuật. Nè? Đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không, dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con. Thì con kêu vậy thôi đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhặt mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa rồi chích thuốc đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình, chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. Lụm không? Mèo lụm không? Mèo. Hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Dạ. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó con, sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con thấy chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì lại đây là
lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê ông trốn chú trẻ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mẹ sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé nó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con mới quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á. Kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai dạ, về thì dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy? Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Sẽ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? À rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Thấy kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng thấy rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ rồi. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Yêu mấy năm thì làm đám cưới. 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà ảnh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á. Dạ. Thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi. Tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á. Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu lắm. Nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu ở em cái từ xăm dạo. Thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ dạ. Làm gì nó kiếm tiền mà, kiếm tiền đàng hoàng mà. Tại vì lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang hơn. Nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi tới đây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Con đi xuống tới đó. Ý rồi cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có. Có đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con là con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá môi của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Vậy hả? Dạ tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có. Lúc nào cũng phải. Ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc, có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ. Hồi lúc mới ra nghề hư không chú? Bị xăm màu hoài đó. Cho nên là chỉ cần cái người đó nói là môi chị bị xăm màu là tới làm lại, không lấy tiền. Nên là con mới biết ơn những người đó tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau không? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con có phương được chồng biết hả? Bắt chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ, sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ.
Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo. Rồi đi chở đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mà là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới không có lãng mạn không có. Dạ không, không có gì hết, ông này không lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý nhưng vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy. Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai luôn ạ. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh là chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo, là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm. 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm, là tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ qua cái phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói trước. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Thật không? Dạ thì có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game không? Dạ không luôn. Không thích game luôn. Không có bị rượu luôn. Thương vợ cực kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiều tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là mua cái diện phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ổng ấy. Là từ cái lúc mà con mang bầu rồi con đi sanh là ổng khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu với là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa sanh vô thuốc kích đẻ thôi là ổng đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến là con sinh á. Trời, còn sợ lắm, thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngén á. Dạ đúng rồi, chồng có ngén 9 tháng 10 ngày. Còn ói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó chị mổ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén dùng vợ con hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đó. Ôi, cũng đi khám thì đợt bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc nghẽn thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày rồi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình nghẽn giùm á là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh nan y gì. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Ói gì 4-5 lần à. Thì cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Anh rung. Con có khóc không? Đó. Con đó, chắc chắn rồi. Chắc chắn luôn. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không?
Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng, con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái 4 giờ, cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì tối là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa con? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà vợ. Mua sắm online đó phải không? Ừ. Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ khó nhiều. Khó. Như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Bảo ghiền đúng không? Rồi. À. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không. Nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con dạ có. Chắn luôn là muốn lộn thôi. Nhưng mà đó là cũng là cái tật xấu. Nhưng mà con xài tiền chồng con chứ tiền con thì con để dành đó. Thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao, còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. À, lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thường đó, nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con, cũng mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng á, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Ờ, thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau. Dạ. Là hoàn hảo. Đó. Và rất hợp nhau. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Khán giả chương trình ạ. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Nhật Trường, năm nay 31 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kinh doanh. Thế còn em? Dạ, em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay em cũng 31 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Chắc đi bán gì đó gặp với cô này. Có nghĩa là cái chị giới thiệu em vô trong chỗ làm. Xong bắt đầu em làm thì em vào trong đó em thực tập ở cái chỗ đó thì gặp ông xã em bây giờ. Thế là anh ấy bảo với em lần đầu tiên mà gặp em là anh ấn tượng là cái khuôn mặt em. Sau đó là anh nhìn tới bàn tay bàn chân của em. Anh nó thích là con gái mà có một cái bàn tay bàn chân là nhìn cũng đẹp nên là anh thích. Có nghĩa là có nghĩa là em gặp bạn này cái là em yêu liền. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ cái mặt cái bàn tay bàn chân đó. Nó cái bàn tay bàn chân nó quyết định nhiều thứ lắm. Có nghĩa là mình nhìn vô nó mềm mại á, sau này nó người con gái mà mềm mại ít quấn chồng nên em chọn. Còn em gặp chồng em có không ấn tượng gì hết chị. Vô gặp thấy người đâu nhỏ xíu mặt mắt thì đẹp lắm, mắt lông mi dài, cong vút là như con gái á, mà cứ nhìn là chớp đi liền vậy đó. Cái anh mới sau này mới hỏi nó, anh là có cái tật vậy á, anh nhìn ai anh cũng chớp liên tục vậy hết trơn. Có nghĩa là nhìn ai chứ phải nhìn con gái không? Dạ đó. Nhưng mà em có thấy chồng em chân chất không? Dạ có, chân trai miền Tây mà anh chân chất đó. Chắc là yêu vì điều đó à? Yêu vì ảnh nhiệt tình. Tại vì lúc mà tụi em quen nhau á, là lúc đó em làm tới 10 giờ đêm. Thì ảnh là làm kho là tới khoảng 5 giờ chiều anh về rồi. Nhưng mà anh ngồi tới 10 giờ đêm, anh phụ em làm. Kể từ lúc đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng tháng mấy nữa. Mà yêu bao lâu mới lấy? Dạ yêu 5 năm mới lấy á chị. Nhưng mà là trong một khoảng thời gian khoảng 3 năm là tụi em có chia tay. Lý do? Lý do là tự nhiên ảnh bỏ bê em chị, không có thèm vén mảng gì tới em hết. Bình thường là cứ một tuần xuống gặp em 2 lần. Nhưng mà cứ 3-4 tháng trời không thèm xuống gặp em luôn. Em không biết lý do tại sao. Thế là em nhắn tin, em giả bộ em nhắn tin chia tay thôi. Cũng đồng ý chia tay luôn. Bình thường là không chịu đâu. Từ đó chia tay 6 tháng trời mới quay lại. Mà lý do sao em lại như vậy? Tự nhiên mình đang mà bỏ do cuộc sống của mình hồi xưa dưới quê nó cũng không được là khá lắm. Thì mình tự ti bản thân á, mặc cảm bản thân thì nhiều lúc thấy mình tự ti quá nên thôi để buông xuôi cho vợ đi kiếm người khác. Sau khi cái lần quay lại đó thì chồng em nói lý do đúng không, là tại vì chồng em tự ti như vậy thì em mới tha thứ và sau đó là hai đứa yêu nhau hơn nữa. Rồi từ lúc mà cưới về thì chắc có lẽ là các bạn đã quá thấu hiểu về nhau. Vậy thì có cái thật xấu gì không? Nói chung là cái gì anh cũng hỏi ý kiến em hết á. Sinh nhật của em đúng không, em muốn là anh có một cái gì đó gọi là lãng mạn bất ngờ, nhưng mà không, xuống tặng một bó bông. Cái em ơi hôm nay em muốn đi đâu chơi, thế là em phải nói địa điểm nào đi chơi thì anh chở tới đó thôi, chứ không bao giờ mà anh có một cái suy nghĩ là bất ngờ tạo cho em hết. Ngay cả cái lần đầu tiên á mà anh hôn em cũng vậy, anh cũng hỏi ý kiến là em ơi cho anh hôn một cái nha. Cái bắt đầu em là con gái mà mình lúc đó mình cũng không quen ai hết, không lẽ mình gật đầu đó đúng rồi. Cái xong bắt đầu cái em nói không, anh hỏi tới 3 lần mà lúc đó mình cũng muốn hung quay sao. Thế là em gật đầu nhẹ, cái đầu anh hôn em, cái đó là cứ hỏi chi. Dễ thương không? Dễ thương không đó. Hai chồng em là có mấy em mà bé rồi? Dạ một ạ. Vậy chứ mỗi khi muốn có em bé anh nói em muốn có em bé không? Dạ cái này cũng có. Tại vì mình coi phim này nọ rồi sợ bị quýnh lắm, cũng sợ lắm, phải hỏi kiến trước cho nó chắc. Thấy mà bàn tay mình nắm lại là an tâm, nhưng mà buông ra là nguy hiểm. Nữ mà buông ra là mặt chuẩn bị tát, bởi vì em thấy nắm lại thì chắc ăn rồi. Sợ luôn. Ngoài cái tật xấu đó ra còn gì nữa không?
cũng còn cái tật là anh không có sâu sát về suy nghĩ của vợ. Ví dụ như là ví dụ như em nấu ăn đúng không? À, thì hả em trông con gì đó thì em á, ý tâm ý của em là muốn là chồng tự độc tự chủ vô trong đó là phụ vợ. Là ơi vợ ơi em vợ muốn làm gì anh phụ cho, nhưng mà không, cứ nằm chơi game vậy đó, hoặc là đọc báo, đợi tới khi nào mà anh nhờ cái này nhờ cái kia bắt đầu mới đứng lên làm. Nhưng mà cũng thêm một cái tật đó là lề mề đấy chứ, ừ để đó anh làm cho, nhưng mà đợi khoảng chừng nửa tiếng sau quay lại, ủa anh ơi anh làm chưa, chưa để chút xíu anh làm cho, là tới lúc đi ngủ rồi mới chưa làm. Do cái tật em là ví dụ em đặt đọc báo rồi á thì nó bị cuốn hút vô trang báo, cuốn hút mà đọc chừng nào xong đi mình mới làm mới hứng có làm được. Cái đang đọc báo mà kêu làm rồi bởi vậy nó không hứng được. Mà cái em nghĩ là cứ khi nào mà vợ cần thì vợ cứ nhờ giả, chứ đừng có để người chồng phải đọc suy nghĩ. Bây giờ chị hỏi nè, tụi em á trong có một quá trình yêu nhau là 5 năm, bây giờ là 4 năm lấy nhau rồi, thì cái tình trạng hôn nhân của tụi em bây giờ là như thế nào? Chiến tranh lạnh, tại vì mỗi lần em nhờ không được là em giận, mà em giận là em không có nói chuyện liền, anh cũng không bao giờ anh năn nỉ em, biết em giận á, biết em khóc luôn á, nhưng mà nằm ngủ một mình quay lưng ra chỗ khác ngủ, em nằm một mình quay lưng chỗ khác ngủ, cứ tình trạng xảy ra hoài á, mà tới giờ tụi em cũng không có hướng giải quyết. Có nghĩa là do hai chồng hiện tại, cái tôi hai chồng quá lớn thì em cũng biết, nhưng mà mình đang điều chỉnh dần dần để cho nó phù hợp hơn. Thì xưa cái tính em nó ngược hơn so với bây giờ nhiều lắm, nhưng bây giờ em đã thay đổi nhiều thứ. Chị hỏi nè, bây giờ cái cuộc sống của vợ chồng em á, ai là người quyết định về kinh tế? Dạ chắc chồng em. Có nghĩa là chồng em á, so với cái hồi mà tụi em quen nhau, chồng đã thay đổi rất nhiều. Dạ, về công việc, đúng rồi. Về cuộc sống, về môi trường và cái vị thế của chồng em trong công việc, đúng không? Dạ. Đó, và đồng thời nó kéo theo cái thay đổi về tính cách. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà em thì em thích chồng em ở cái giai đoạn trước hay giai đoạn bây giờ? Em thích chồng ở giai đoạn bây giờ. Thế thì tại sao lại có lý do là hai vợ chồng lại là chiến tranh lạnh xảy ra hoài? Em muốn nói chuyện lắm chị, nhưng mà em không nói được. Không biết sao trong đầu mình suy nghĩ, mình chửi, mình nói đủ thứ trong đầu mình á, nó nhiều lắm. Nhưng mà em không mở miệng. Không nói ra bằng miệng được. Đúng rồi. Là mỗi lần mà em giận chồng em á, thì cái cảm giác của em như thế nào? Tức lắm anh. Tức ngủ không được á, mà tức mà phát khóc luôn á. Bắt đầu ngồi suy nghĩ ông này này nọ nữa. Nói suy nghĩ đủ thứ trên đời hết á. Chị cảm giác là giống như hai vợ chồng em á, đang cố gắng muốn dẹp lại cái tôi của mình, tức là muốn bớt đi, nhưng mà lại muốn đối phương phải là người xuống nước trước. Hai người là cứ giống như mình đấu trí với nhau á, là bây giờ cái tôi của cô phải dẹp trước, nhưng bên đây thì cái tôi của anh phải dẹp trước. Đúng. Tình trạng bây giờ đang là như vậy, đúng không? Dạ. Cho nên thành ra là bằng mặt mà lại không bằng lòng. Thế thì bây giờ là vợ muốn chồng thay đổi điều gì? Nói chung là suy nghĩ tới vợ một chút xíu. Với lại hả, nếu như mà thấy vợ giận á thì chịu khóc kề hoặc ôm vợ một cái thôi cũng được rồi. Xuống nước nói ngọt cho em một tiếng á, em ơi cần anh phụ gì không mà này kia thôi đây anh giữ con cho hay này nọ, là cái là em nguôi giận, em hết giận liền. Nó có khó với em không? Dạ không, cái đó em làm được. Hai vợ chồng mà nó giận quay lưng thì nó khó ngủ lắm trời ơi. Còn em vợ em là không muốn thích đón suy nghĩ, nên là cứ vợ cứ cần gì thì cứ nói. Chị nói nghe nè, bây giờ em cứ muốn chồng em đón ý, mà chồng em thì muốn là nói. Em cứ nói ra, coi như mở ra. Dạ. Thế thì cái điều mà để mà em phải mở ra với chồng em thay vì bắt chồng em đón ý thì có khó với em không? Nếu mà lúc đang giận thì khó lắm chị. Đó, như vậy có nghĩa là em tự tìm cái phần khổ về cho mình. Đó. Dạ vì em phải như vậy, ví dụ chị nói nè, mình thương chồng mình yêu chồng mình, chăm chồng mình và cởi mở với chồng mình, chứ đâu phải ai đâu mà mình phải sĩ diện. Đúng không? Trong chuyện này là không cần sĩ diện trong chuyện này á. Cho nên bây giờ đón ý là cái công việc của cái người mà thâm trầm sâu sắc mà phải đón ý được người khác. Thì giờ chồng em đã xác định chồng em như vậy rồi. Em việc gì em phải để chờ đón ý. Anh ơi, quét giùm em nhà đi anh. Thậm chí ha, chồng mà chưa ấy còn nói vô níu đó, ổng rồi đó. Ừ. Quét cho em cái nhà đi. Là em có làm không? Dạ chắc chắn làm. Làm đi, chứ không có giờ không làm đúng không? Em thay đổi thử đi. Dạ. Nha em. Dạ. Đó. Anh nói nghe nè, đi ra ngoài xã hội á, mình đã phải đấu trí với bên ngoài. Đúng rất rồi. Là mệt mỏi rồi. Mệt lắm. Về đừng đấu trí với nhau nữa. Cái gia đình của mình là cái nơi để mình cởi mở hết. Mà anh ơi em vậy vậy, anh ơi thế này nọ kia. Đó, ngược lại thì ví dụ như em biết vợ em á, cái gọi là cái tánh của cái người mà hay tự ái hay này cái nọ thì lâu lâu em phải gợi một chút. Sao bữa nay vợ muốn anh phụ vợ cái gì nè, nói nghe coi. Thì sẵn cái đà đó vợ nói luôn. Bây giờ đừng có đấu trí nhau nữa. Bây giờ hai người phải là một. Bây giờ là nếu mà ông không làm á, kêu con vô. Đó, ngắt nhéo ổng cắn ổng một đứa đúng không? Dạ. Bây giờ phải làm ba cây chụm lại nên hồi mới cao. Anh nghĩ là em thay đổi được đúng không? Dạ em thay đổi được đúng không? Được hết. Bây giờ phải áp dụng từ ngay sau khi vào chương trình này nha. Chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi như thế này. Cảm ơn. Cảm ơn Hồng Vân, cảm ơn bà chú Quốc Thuận nha. Hai vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở quận 6 ạ. Ở Sài Gòn luôn. Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi. Con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi, 2, 3.
Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Ừ. Công việc Quốc Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Thôi, chị coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu chim, cứu mèo, rồi cứu, mình cũng thích luôn, cứu hươu, cứu nai rồi đó. Hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ đó. Bây giờ giới thiệu đi, khoan, giới thiệu tên họ, công việc, rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Uyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Rồi. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550 mét vuông để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi. Còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào. Thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi. Và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á, thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ. Nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái. Rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn. Tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á, thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì em sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, thì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên
bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi. Hay sao? Dạ gặp... không ạ. À. Thôi giờ mình vô cái thì đó gặp nhau nè. Đó. Thì đó là dạ, dạ, yêu dạ, nhau dạ, là đó, lúc đó, gặp, đó. Gặp 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 là lúc mà em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa mặc áo vest nữa và không biết làm sao hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi nữ ở lại thôi. Nó chưa ban đầu là đã có ấn tượng thích thích ảnh rồi ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ đấy là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em là thế. Từ đó tự là nhiên hai có đứa duyên là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ thì sẽ cho để đó trong thời gian và tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ vậy. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp lắm. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là ừ thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ tiểu thư mà. Tại vì em mới đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ tự đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao có không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm không có da dẻ đúng rồi. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi, nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng không? Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Nên thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này anh kể anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái
cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó, mấy đứa có giải cứu mấy con chó không? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó chuột mèo, vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên á, đúng không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không biết chăm bao thì không không được như vậy. Nếu anh đang nói có duyên á, dạ tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao không mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, em đâu có tiền. Ta nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé mẹ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm ra xíu, lo tiền. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Ờ lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thóp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ, mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây họ thường biết đâu mà hỏi thôi dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư á la tại vì tụi, đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à, tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ á, thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ rồi nó rất yên tâm, rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài, mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng cái nhiều rồi chia tay miết vậy đó hả? Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà mai có phụ huynh chứ không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm não năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa dạ. Gió dạ, không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Hôm nay có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm, tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa dạ. Đi, xóa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thực dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nha. Đó là những cái hành động lãng mạn em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm dạ. Rồi bắt đầu làm đám cưới dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ tụi em không quyết định có con không có con. Lý do? Để dành cho nói coi dạ, tại sao chính là em cảm thấy là đợt cũng là trong khoảng thời gian mà vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng này, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình là cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á,
người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống, cái sinh mạng của họ. Dạ, đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, rồi tụi con không có thời gian chăm con, rồi tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không. Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi, mốt sau này cưới đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thật ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Mà chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên là phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Thôi để anh khui đi đâu, coi để thôi giờ thôi, chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi, con không biết, con em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng hả? Dạ, tụi nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm. Xí anh hỏi nè, vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì đâu phải nằm máy lạnh được. Dạ, có máy lạnh nè. Phòng em thì nhưng mà ngồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm tụi nhỏ thì hiếm khi mà tụi nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người tụi nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ, không bao giờ hành động được. Diễn ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ, bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. Dạ. Dạ, tốn thêm khoản tiền. Dạ. Dạ. Dạ, coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi, tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu, tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ.
rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. À, em cho tụi ba các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục giò heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Thương quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng cưng chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Không, con em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ rồi. Những cái vấn đề tiểu tiện, đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ. Thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ. Vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha. Vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thai não á. Thế là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quẩy tưng bừng lên à. Nó cũng trời chó nó khôn lắm, nó coi mặt đúng nó rồi. Dạ, đúng. Nó ngộ lắm. Dạ. Rồi, nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á. Dạ. Đó, thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ, cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách và cắn lũng dạ ngay đây ạ, là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt em chạy vô, em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói là sao rồi, có sao không, để em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, em vẫn chăm. Tại vì đó với những bé dạ, đó với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời, chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là trước là khi mà em nhận là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người đinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu bị lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đậu trên trển á. Sứ giả. Em định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt dạ luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Dạ. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc ảnh phải cố gắng rất là nhiều rồi.
Rồi... Ủa vậy đâu có thật xấu gì đâu. Dạ, ảnh không có thật xấu không gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Dạ. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì anh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em lỡ em cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt cái cây. Nó không không để anh gọt, để anh gọt tại vì. Ủa tại em, sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà dạ. Em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chảy, là bà chảy. Nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn là mì dạ mì ly á chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Và từ đó là em là em hậu đậu chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay rồi mì trộn cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ. Em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy dạ. Luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thực sự là em lo phần đó lắm tại vì ảnh lo cho em từng chút một giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thực sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc. Tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, em bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, thì mất công cũng, lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần. Không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để thì kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương và anh trình nhất quyết đó phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Cảm ơn anh.